Rồi xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của mình ha. Thì mình mới tắm thông được là 2, 4, 6 bé Alaska màu nâu đỏ. Thì trong này thì có được có cái đầy đủ luôn. Thì sẵn tiện mình quay clip cho chị xem. Thì anh chị xem mà thích bé nào thì cứ kết bạn Zalo hay là Facebook gì đó, mình sẽ điện video call mình quay lại trực tiếp mấy bé cho anh chị xem. Thì bé đầu tiên chỉ tính cái nha, bé này cực kỳ béo luôn nè, này rất là to béo luôn. Đó. Thì bé này màu nâu đỏ với tính cái nha, mặt gấu này, mặt gấu này được 2 tháng tuổi thôi mà rất là béo, rất là nặng luôn, cực kỳ nặng đó. Thì trong này thì có được cái đầy đủ luôn, anh chị xem cứ thích bé nào cứ liên hệ ha. Trong này thì bên em bảo hành là bệnh tật là 7 ngày, còn về cái giống chó này thật sự thì em nói khá là nhiều rồi, thì hôm nay em cũng quay từng bé thôi. Thì bé số 1 với tính cái này đó, cực kỳ đẹp. Rồi bé số 2 này, bé số 2 với tính đực này, bé này sẽ nhỏ hơn tí nha, đó mặt cũng rất là gấu này đó. Bé số 3 này, bé số 3 giới tính đực luôn nha, anh chị xem mà chị thích bé số mấy cứ liên hệ Zalo ha. Nè bé số 3 này giới tính đực này đó, đó bé số 3. Còn đây là bé thứ 4 này, đây bé thứ 4 thì bé này giới tính đực này đó. Bé số 4 cũng giới tính đực luôn ha. Đó. Anh chị xem mà thích bé số mấy cứ liên hệ Zalo ha. Rồi, bé số 5 giới tính đực luôn nè. Rồi, rất bé ú này. Đó. Rất là đẹp luôn. Và cuối cùng là bé thứ 6 này, bé này cũng giới tính đực luôn. Đây rất là to béo này. Đó. Thì hiện tại hay trong này là có 5 đực và 1 cái. Thì ngoài cái chính sách mà em đang bán lẻ từng bé anh chị về nuôi chơi thì em đang có chính sách là bao tiêu. Thì đối với trường hợp ví dụ như anh nuôi anh chị mà mua hết 6 bé này luôn thì em sẽ làm cái hợp đồng bao tiêu cho anh chị. Thì sau này khi mà nó trưởng thành rồi thì đó thì nó gồm có là 4 con bé cái và 2 bé đực. Khi mà anh chị nuôi lớn trưởng thành và nó phối lẫn nhau và nó đẻ ra con thì em sẽ tiến hành em bao tiêu, em thu là toàn bộ bầy chó con của nó ha, đánh trọn đời bé cún luôn. Thì anh chị nào mà quan tâm cái chính sách này thì cứ liên hệ qua ha. Thì cái số điện thoại em để trên màn hình, còn anh chị kích vô phần mô tả nên sẽ có cái link của em là từ Facebook, Zalo tới TikTok luôn, là có tất cả mọi thứ anh chị xem trọng và kiểm tra. Bắt đầu mà anh chị mà muốn liên kết mà từ những bé nhỏ thế này, nuôi những bé nhỏ thế này lên thì cứ liên hệ với em ha. Khi anh chị mà liên kết những bé nhỏ thế này sẽ có một cái ưu điểm thế này. Đầu tiên là về giá vấu, cái vấu anh chị bỏ ra thì cùng một giá vấu nếu anh chị mua chó lớn thì đối với anh chị mua chó nhỏ sẽ được gấp đôi số lượng chó. Thì anh chị sẽ tốn một khoảng thời gian lúc đầu nuôi, nhưng mà sau qua một khoảng thời gian đó rồi, khi mà tiến hành cái phần mà bắt đầu nó đẻ ra mình thu lợi nhuận là đó, nó sẽ kéo dài thời gian ra thì anh chị rất là lợi nhuận sau này rất là dài luôn, anh chị đi đường dài rất là tốt luôn đó. Với lại thì anh chị mà nuôi từ nhỏ lên tới lớn thì thứ nhất là anh chị sẽ có được biết được là sức khỏe tình hình mấy bé luôn, thứ hai là anh chị sẽ là có cái vòng đời sinh sản nó sẽ nhiều hơn so với anh chị mua chó lớn. Thì để mà quan tâm về cái trường hợp mà liên kết như thế này thì cứ liên hệ với anh em ha. Thì số điện thoại để trên màn hình, anh chị thấy mà hay thì có thể đăng ký kênh giúp em. Rồi chào anh chị.